Mấy mực là nó có hai loại. Mấy mực đây á là mấy mực mầm. Dạ. Chiều đi, sáng vô là muối, cái dạng muối nhạt, muối chua. Cái con mực nó mềm, cái mùi nó thơm nồng nàn luôn. Ừ. Nó khác biệt với cái mực kim lên. Dạ. Cái mực đây nó chín rồi má. Cái mực đây nó chín, nó chua đầu. Dạ. Mỗi lần em phải gia vị vô, cắt nhỏ con mực nha. Dạ. Dạ đây má Hương, má cho con xin chút cái con chấm trái cây luôn má. Cho con hả? Dạ. Mém á chị. Wow. Làm đủ vô má. Rồi. Ô, ngon quá. Ô, nó ngon quá chứ. Cái này là mình cứ giả tỏi ớt đường gừng thật nhuyễn, nặn chăm tắt vô, rồi cắt nhỏ con mực ra là thưởng thức được ngay. Đó, nói chung là mém mực nguyên chất nó mặn, để được lâu á cô chú anh chị. Và cái con mực mành đây là em chọn cái loại to, cho nên là mình nó không có bị teo dữ quá nha. Muối con mực nó lớn con để chừng nó teo lại là vừa, trầu ngon lắm cô chú anh chị. Muối con nhỏ quá nó teo hết lấy đâu em. Dạ, nó còn có da không á má ha. Ừ, nó còn có da không á. Dạ, cho nên là má là muối là chọn là con mực có lớn con. Đó, cái giá đầu vào nó cao một chút, nhưng mà cô chú anh chị mình sẽ thưởng thức được cái món mực mành đặc trưng của vùng biển Bãi Ngang Tam Quan Nam của quê hương em nha. Ngon lắm cô chú anh chị. Mời cô chú anh chị thưởng thức nha.